Trời ơi, hình như đã khóa cửa rồi. Có phải mọi người đã về hết rồi không? Đúng rồi, tắt đèn hết rồi. Chắc là về hết rồi. Vậy sao? Sao lại tan ca sớm như vậy chứ? Điều này cũng nói không chừng mấy hôm nay họ cũng cực lắm. Hôm khác đi nha. Chị kêu nó đến thăm em có được không? Phạm Dương, chạy đi nào. Được rồi, đợi đã, đợi đã nào chị ơi. Đưa đến rồi, em muốn đến chỗ làm việc của dân tường một lát có được không? Cửa đóng rồi, không vào được đâu. Chẳng phải chị có chìa khóa đó sao? Ôi trời ơi, chìa khóa em bỏ quên ở nhà rồi phải không? Đúng rồi. Đem xuống xem thử. Đi đi. Em đừng nóng ruột chứ. Chị sẽ đi với em. Dương Tương, Phạm Dương, thế nào rồi? Họ nhất định phải đến đây sao? Quả thật chúng tôi không cản được rồi. Tình tình đã đến trước của bệnh viện. Không được, tôi phải xuống. Anh như vậy làm sao xuống được chứ? Phạm Dương, anh về tôi qua đó đi. Về qua đó đi. Không lý nào được, làm sao anh đi được? Chị ơi, sao em luôn cảm thấy mùi ở đây hơi lạ vậy? Vậy sao? Sao chị không nghe mùi gì hết? À, có lẽ là hôm nay gió hơi lớn thôi. Bên cạnh là bệnh viện nên đã thổi mùi đó qua đây. Đúng rồi, hèn chi. Có cần đến gần một chút không? Không cần đâu. Gần quá tôi sợ cô ta sẽ phát hiện. Anh như vậy làm sao đi được? Chúng ta hãy nghĩ cách đi. Không sao đâu, tôi đi được mà. Dân Tường à, mặc áo vào đi. Trên người anh có mùi bệnh viện đó. Khoan đã. Được rồi, đi đi. Dân Tường, anh sao thế? Không sao cả. Được gặp em anh mừng lắm. Dân Tường à, em nhớ anh lắm. Em sợ là em đến đây thì anh đã tan ca, lúc đó em sẽ không được gặp anh. Anh sao rồi? Không sao cả. Gặp được em anh mừng lắm. Em cũng vậy. Nào, để em xem là anh nào. Anh gầy đi rồi đó. Có phải công việc vất vả lắm không? Anh không sao cả. Em đừng lo, anh khỏe lắm mà. Ăn cơm chưa? Chưa. Thế thì chúng ta cùng ăn nhé. Em có mang theo điểm tâm cho anh nè. Được rồi, chúng ta ngồi xuống ăn đi. Ngồi xuống đi. Đây, vừa ăn vừa nói đi. Chị đợi em bên kia nha. Tinh Tinh à, anh nói cho em biết, em hãy đợi thêm một thời gian nữa đi. Chỉ cần anh vẽ xong bức tranh này, từ đó mỗi ngày em cũng muốn gặp anh cũng được mà. Nhưng em lo lắng cho anh lắm. Sợ anh làm việc đến bỏ ngủ và không chịu nghỉ ngơi. Đợi khi anh vẽ xong, anh sẽ bị bệnh đó. Em cảm thấy giọng nói của anh yếu ớt lắm. Tân qua về hỏi thình chẳng phải giúp anh sao? Đúng vậy, họ cũng bận lắm. Nếu em có thể giúp được anh thì hay biết mấy. Em đừng nói vậy. Em đã giúp anh được nhiều lắm rồi. Em đã tuyên truyền giùm anh trong tiết mục đó. Chúng ta đều làm việc giống nhau, không phải sao? Để xem có món gì ngon nào có được không? Được thôi, chị em mua đó.
Có bánh kem nè, có thật không? Đây, em ăn không? Có ngon không? Ngon lắm. Thật không? Ăn thêm đi. Em chưa ăn hết mà. Anh cảm thấy tiết mục của em hôm nay thế nào? Lâu lắm em không vào phòng thu. Em thấy hơi hồi hộp đó. Được lắm. Anh không nghe ra có hồi hộp gì cả. Trời ơi, anh đừng nói dối với em nữa. Nói cho em biết đi. Cho ý kiến đi nào. Được rồi, anh sẽ nói. Trong mắt của anh, em làm bất cứ chuyện gì cũng là xuất sắc cả. Chị sao? Thật mà. Tại sao hôm nay mùi nước hoa của anh lại nồng như vậy chứ? Không có đâu. Anh sợ mùi sơn trên người anh quá nặng thôi. Vậy sao? Thật mà. Nhưng em thấy thích mùi sơn của anh hơn. Nếu bước trước thì anh không dùng nước hoa đâu. Sao rồi Dân Tường? Không sao cả. Vì mệt quá thôi. Tin tin à? Sau này chúng ta ngồi ở nơi yên tĩnh như vậy, nghe tiếng gia kiều có phải là tốt hơn không? Và lại không khí buổi tối cũng trong lành nữa. Dân Tường, bây giờ trên trời có sao không? Có chứ. Có rất nhiều sao. Có sao sáng, sao mờ, có sao lớn và sao nhỏ. Có phía kia kìa, có mặt trăng nữa. Có giống bức tranh trên giường của anh không? Giống lắm đó. Nếu ngày nào cũng có thể ngồi ngắm sao như vậy với anh thì hay biết mấy. Không cần gì ai cả, chỉ cần gì Tinh Tinh là được rồi. Vì cô ta, có phải con cần phải có sức khỏe tốt để tiếp tục sống không? Tinh Tinh à, em hãy hứa với anh, ngày nào em cũng phải sống như vẻ có được không? Ừ, thế thì anh phải hứa với em, bất kể là anh làm việc vất vả cách mấy, anh cũng phải vui vẻ và khỏe mạnh đó. Được, anh hứa. Tối lắm rồi, sáng sớm ngày mai chị còn phải đi làm nữa. Hay là em về nhà cho sớm đi, nghỉ ngơi nha, có được không? Ừ, được rồi. Đi thôi. Về nhà thôi. Này chị à, chúng ta đưa anh Tường về đi. Không cần đâu. Bây giờ anh đang ở bên Tân Qua, gần hơn và cũng tiện lắm. Sao không nghe anh nói gì? Ngốc à? Tiện cho công việc mà không hiểu sao? Được thôi. Dạ, tạm biệt nhé. Tinh Tinh. Anh làm gì vậy? Làm như đây là lần cuối cùng gặp nhau vậy. Nghỉ ngơi cho sớm đi. Tạm biệt. Chờ một chút nhé. Anh đi nhà vệ sinh đã. Tôi đã xuất viện rồi. Được sống tốt thật. Ông trời đã cho tôi điều này. Ông trời muốn tôi từ nay về sau phải trân trọng bản thân và những người xung quanh nữa. Tôi chưa từng nói bệnh tật của tôi cho Tinh Tinh biết. Nhìn thấy ngày nào cô ta cũng vui vẻ như thế, sao tôi phải nói chứ? Để tạo ra phiền đảo cho cô ta, chỉ cần từ nay về sau tôi có thể ở bên cạnh cô ta thì đã đủ lắm rồi. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Tinh Tinh.
Trời ơi, anh làm em giật mình rồi. Xin lỗi nha, anh đến trễ. Không sao đâu. Em đang nghe gì vậy? Nghe nhạc. Anh cũng muốn nghe.